Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tài thật Nguyễn Xuân Phúc biến trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York thành chùa Bà Đanh. Đất nước Việt Nam ra nông nỗi như hôm nay là bởi Đảng Cộng sản. Dân thì đói nghèo, đạo đức xã hội thì xuống cấp. Người dân thì tản mắt khắp nơi làm cu li. Đất nước này đã bị thế giới khinh bỉ đến tận thậm tệ. Nói thật, không nỗi nhục nào to lớn bằng nỗi nhục này. Tuy nhiên, trong nước thì Đảng vẫn cho ban tuyên giáo mở hết công suất ca ngợi rằng Đảng sáng suốt, Đảng tài tình, vân vân và rất nhiều từ ngữ tốt đẹp. Tuy nhiên, thực tế thì hoàn toàn khác. Nguyễn Xuân Phúc hiện đang ở New York, tiếng là đi dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 76, nhưng thực chất là đi ăn mày vaccine. Đã ăn mày mà giọng điệu rất kẻ cào. Nào là Mỹ phải giúp Việt Nam thế này, Nhật phải giúp Việt Nam thế kia, Úc phải giúp Việt Nam thế nọ, vân vân. Nói chung, đi xin mà nói như ra lệnh không khác nào cách đối xử với nhân dân trong nước. Thói hống hách, trịnh thượng, kiêu ngạo đã ăn sâu vào máu người Cộng sản từ rất lâu rồi. Dân các nước trên thế giới thì coi khinh người Việt Nam ra mặt. Còn lãnh đạo các nước trên thế giới thì rất khinh khi lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, nhưng cái khinh của họ khéo léo hơn mà thôi. Người dân Việt Nam đi khắp nơi chăm chỉ làm ăn, nhưng cũng có nhiều người đã phạm rất nhiều lỗi. Đó là việc buôn người tại châu Âu vừa phát hiện ra, cũng như những tệ nạn khác buôn ma túy và kèm theo là hệ quả khôn lường đối với cộng đồng người Việt Nam ở những nước này. Ông Lý Quang Diệu từng nói, chúng ta không thể cầm bát đi ăn mày thế giới, không ai nợ nần gì chúng ta cả. Đấy là lời nói của một người lãnh đạo tài năng, và thực tế ông đã đưa Singapore phát triển vượt bậc, sánh ngang những nước giàu có trên thế giới, và kết quả ông được cả thế giới kính trọng. Còn quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thì ngược lại, họ xách bát đi khắp nơi để ăn mày. Nhưng họ không lo cho dân mà họ chia chác nhau làm giàu, chia cho những sân sau. Vaccine tốt thì họ dùng để cho đảng viên dùng. Còn vaccine Trung Quốc chưa được kiểm nghiệm họ nhập về tiêm cho dân. Vậy thì làm sao thế giới không khinh bỉ họ cho được? Đây là hình ảnh khán phòng của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vắng như chùa Bà Đanh khi ông Nguyễn Xuân Phúc đứng lên phát biểu. Đất nước Việt Nam là một cái trại tế bần vĩ đại với hàng triệu kẻ ăn xin trên lưng người dân. Đừng nhầm tưởng những người ăn xin lăn lóc ngoài đường, đầu đường xó chợ mới là ăn mày. Trong khía cạnh số phận và công việc, họ thật sự là những người ăn xin, nhưng đi sâu xa hơn, trên góc độ chính trị, họ cũng là những người đang bố thí cho các quan. Các quan mới là kẻ ăn mày. Chính vì thế, khi ông Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 22 tháng 9, hầu hết các đại biểu đều quay lưng bỏ đi, để lại khán phòng trống rỗng với loe ngoe một vài người. Tiếng nói của Việt Nam không còn giá trị gì nữa. Sự đáng khinh của những kẻ cầm quyền nhưng thích ăn mày. Giới ăn mày, ăn xin họ rất sòng phẳng, cho dù họ sòng phẳng này có sao đi chăng nữa thì ít nhất họ cũng chấp nhận thân phận của một người ngửa tay, xin sự ban ơn, vui lòng thì người dân cho, thương đồng loại. Họ không dấm dúi về thân phận ăn mày của mình, họ hoàn toàn khác với các quan chức Việt Nam. Khi các quan chức ăn chặn thuế của người dân hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng, biển thủ công quỹ, điều này chứng tỏ bọn họ đã thành một loại ăn mày của ăn mày. Tuy trên mình họ vận bộ veston lịch lãm, nhưng suy cho cùng, quan chức càng lớn thì mức độ ăn mày và ăn dày của họ càng cao, chẳng có gì để hãnh diện và tự hào cả. Họ đều có rất nhiều biệt phủ trong và ngoài nước, đưa con cái đi du học khắp nơi trên thế giới với những trường tư đắt đỏ. Với mức lương một vài chục triệu của họ thì không thể nào làm được điều đó. Những khoản tiền kia ở đâu ra? Đó chỉ có thể là tham nhũng, lấy của dân ra mà thôi. Thế nhưng họ vẫn dương dương tự đắc, tự cho mình tài giỏi, đạo đức, biết cống hiến cho xã hội. Đó là một bi kịch của dân tộc, không có bi kịch nào lớn hơn bi kịch ở đó. Những kẻ ăn mày lại luôn xem mình là ân nhân cả, là kẻ bố thí, còn những người bố thí lại phải sống thân phận ăn mày. Điều đó cũng đang xảy ra trên đất nước này. Những vị quan chức Việt Nam thông qua những chuyến xuất ngoại hay xin quốc gia mà họ đến thăm, công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Thật ra chỉ là những kẻ ăn mày đội lốt chính khách mà thôi. Hình ảnh Chủ tịch nước đặt trên lên nước Mỹ được thế giới nhìn nhận như là một kẻ ăn xin vĩ đại. Ông ta đến đấy để ngửa tay năn nỉ Mỹ cho đảng thêm vaccine, để rồi quỹ vaccine Việt Nam lại được bảo toàn cho ngân hàng
để Đảng kiếm lời và sau đó là chiếm dụng biến mất. Không ai có thể bắt Đảng giải trình số tiền này hoặc sao kê cả. Đó là việc của Đảng, người dân muốn tìm hiểu lại trở thành phản động. Nó là như thế tại Việt Nam. Đây là hình ảnh khán phòng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khi Tổng thống Mỹ phát biểu khác hẳn. Chuyến thăm của ông Nguyễn Xuân Phúc đến Mỹ là một chuyến đi ăn mày không hơn không kém. Át hẳn rất nhiều đại diện các nước trong khán phòng là những người đã từng bị Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính hay Vương Đình Huệ ăn xin vaccine của họ. Với một chính quyền thu tiền của dân mua vaccine nhưng lại đi xin vaccine về trích cho dân thì ai xem trọng đây? Vì thế mà khán phòng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vắng như chùa Bảo Đanh cũng là một lẽ dễ hiểu. Gần 2 vạn người dân Việt Nam đã phải chết vì chính phủ này đã không lo đặt mua vaccine trước đây khi dịch mới bùng phát. Kiếm tiền nhiều nhưng không lo cho dân, đó là Đảng. Việt Nam đứng vào hàng thứ 3 trong khu vực châu Á về thặng dư thương mại với Hoa Kỳ. Thêm nữa, đây là một số mặt hàng xuất cảng sang Hoa Kỳ bị trở ngại vì phẩm chất, nhất là loại thủy sản như cá ba sa hoặc tôm. Mỗi năm, Việt Nam xuất siêu sang thị trường Mỹ trên 52 tỷ đô, một con số rất lớn. Tuy đô la chảy từ Mỹ về Việt Nam như thế, nhưng chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là một chính quyền tham nhũng tột bậc trên thế giới. Họ sẽ rút tỉa phần lớn tiền thặng dư đó biển thủ để mua nhà bên Mỹ, cho con du học bên Mỹ, mua thẻ xanh. Vậy thì ai sẽ tôn trọng họ đây? Theo những gì ông Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Hồ Đức Phước thì ngân sách gần tột đáy. Ông Nguyễn Xuân Phúc đi Mỹ với tư thế của một kẻ ăn xin đúng nghĩa khi túi đã rỗng tuếch. Cộng sản Việt Nam cũng đang nỗ lực kết nối và xích lại gần với tân chính phủ của Trump. Khi ông ta đang cầm quyền và giờ đây Trump đã về thì Biden cũng như vậy. Đa phần về nhu cầu kinh tế thương mại cần Mỹ hỗ trợ trong chính sách quan hệ thương mại song phương Mỹ-Việt dựa trên nền kinh tế tự do và công bằng. Sau khi Hoa Kỳ rút ra khỏi TPP, trong lúc Hà Nội đang gặp khó khăn về kinh tế, nhưng tới nay vẫn được xuất siêu với Hoa Kỳ trong khi phải nhập siêu hàng hóa rác rưởi từ Trung Quốc. Đây là hình ảnh dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là phụ, ăn mày là chính. Trong nhiệm kỳ của Biden, chính sách ngoại giao có chiều hướng có lợi cho Việt Nam. Tuy nhiên, quân sự của Mỹ thì Đảng Cộng sản Việt Nam không dám nhận. Họ chỉ nhận miếng bánh kinh tế vì miếng đó, bánh đó mang lại tiền bạc cho Đảng và cho quan chức tham nhũng. Ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức đến Cuba vào ngày 18 đến ngày 20 tháng 9 và sau đó đến Mỹ dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngoài các mục tiêu đối ngoại truyền thống, chuyến đi này của ông Nguyễn Xuân Phúc còn được mô tả là để triển khai mạnh mẽ chiến lược ngoại giao vaccine, vận động các nước tổ chức quốc tế hỗ trợ vaccine, trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống COVID-19 cho Việt Nam. Tuy nhiên, đó là cách dùng từ hoa Mỹ mà thôi. Chính ra khi người dân gọi, họ sẽ nói rằng là đi ăn mày. Cuba là một nước cộng sản rất nghèo, thiếu thốn trăm bề vì sự hà khắc của chính quyền độc tài tại đây. Tuy nhiên, về mặt y học, chính quyền Cuba hơn hẳn chính quyền cộng sản Việt Nam. Ít ra họ đã sản xuất được vaccine trước Việt Nam. Tuy là vaccine chưa được nhiều nước công nhận. Trước đó, một quan chức cấp cao khác của nhà nước Việt Nam là Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã có chuyến thăm một vài nước châu Âu từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 9. Trong một những mục tiêu của chuyến đi, trên của ông Huệ cũng là xin viện trợ vaccine của những nước dân chủ và tư bản này. Vậy mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn dương cao tự đắc rằng chế độ xã hội chủ nghĩa của họ đang vươn tới là ưu việt hơn tư bản. Nhưng cuối cùng thì vẫn phải ngửa tay ăn xin tư bản. Đó là điều vô cùng choáng váng tại Việt Nam. Và tội lỗi của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? Việt Nam đã đặt ngoại giao vaccine thành trọng tâm của hoạt động đối ngoại trong thời gian vừa qua. Với việc thành lập Tổ công tác Chính phủ về ngoại giao vaccine vào hôm 16 tháng 8, ngoại giao vaccine được coi là ưu tiên hàng đầu trong tất cả các hoạt động đối ngoại của toàn bộ hệ thống chính trị, bên Đảng lẫn bên nhà nước. Việt Nam cũng đang có nhu cầu nguồn cung vaccine rất lớn với việc dịch bệnh vẫn diễn biến nghiêm trọng, trong khi mới chỉ có khoảng 5% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Con số này chỉ tương đương với một mà vài nước ở châu Phi mà thôi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc đến Mỹ không ai tiếp cả. Phần lớn số vaccine đã được đưa vào sử dụng ở Việt Nam là đến từ các nguồn viện trợ thông qua chương trình điều phối vaccine COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới hoặc được gửi trực tiếp từ quốc gia trao tặng. Không lo đàm phán để mua vaccine là lỗi lớn nhất của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hiện nay Việt Nam đã có hơn 60 vạn người bị nhiễm, gần 2 vạn người đã chết oan chết uổng và hơn 1.500 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tội đó ai gánh? Đó chính là Đảng Cộng sản phải chịu trách nhiệm trước toàn dân. Với người Cộng sản, dường như họ không còn dây thần kinh xấu hổ. Ông Chủ tịch nước phát biểu đã bị đại biểu quay lưng cũng là nỗi nhục rất lớn, nhưng họ vẫn phớt lờ. Vì sao vậy? Vì họ có một lớp da dày trên mặt, nên họ không cảm giác được nỗi nhục đó. Chỉ có người dân mới biết mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021 với bản tin Tài thật Nguyễn Xuân Phúc biến trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York thành chùa Bà Đành. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.